Chào quý cô chú anh chị và các bạn đang ta đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiện của bà ngoại. Bà ngoại giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống, mai ghép giống suông mình lợi ha. Hàng ghép bonsai, thân co lắc qua đế quái cho cô chú anh chị mình mua về cho Tết năm 2025 luôn ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của ngoại nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp ngoại luôn để ngoại chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Bà ngoại, ngoại chào bà con nha. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai dặn ra và cũng có nhiều loại giống mới. Thì cũng có kiểu mới luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ dùm rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Mã số 21M. Một cây siêu bông bình lợi hết ngoài ha. Rồi mà ngoài đó không số cái này coi mày. 21M, cây này co lắc quá trời luôn cô chú anh chị ha. Bo thì ghép đều chi cái luôn. Cây này hoành được 15. Cái này về mình chịu khó ha, để cho nó lên đọt cô chú anh chị chiều ha. Chiều cao là cái được 54. Tán ngang là được 45. Rồi. Rồi cái này mình giao luôn như đây ngoại. Thì cái cây như vậy á thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương. Cái cây như vậy là ủng hộ cho có 500 ngàn thôi nha. Rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, mình đổi cây nha. Nuôi dưỡng cái cây như vậy quá ngon luôn. Rồi, tiếp theo mã số 22M nha cô chú anh chị. Một cây xua mình lại tiếp tục ha. Thân co quá trời gắt luôn cô chú anh chị ha. Rồi, có đế luôn nha cô chú anh chị. Đế nơm dưới luôn ha. Cái này gì mình sổ bonsai đẹp lắm ha. Rồi, thông số cái này nha ngoại. Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 58. Rồi. Tán ngang là được 33. Rồi. Thì cái cây này rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị. Mình thấy cái đế của nó là quái quái rõ ràng nè. Thành hình quái rõ ràng, có tay, có chân, có đuôi rõ ràng luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cây như vậy chỉ có 400 thôi nha. Rồi, đã cây nha mày. Rồi, tiếp theo cây mã số 23M ha. Và một cây xô mình lại tiếp tục cô chú anh chị ha. Cây co rất là gắt luôn cô chú anh chị ha. Khá là quái luôn ha. Rồi, mấy cây này về sổ bonsai đẹp lắm nha. Cây này có bị lỗi cái da đây tí xíu ha, nhưng mà nó kéo rồi nè cô chú anh chị ha. Trái keo khô queo và nó kéo là rồi ha. Rồi, ngoài đông số này em coi. Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 60. Rồi. Rồi, tán ngang là 60 luôn. Rồi, cái này giao luôn như đây ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua cây rất là ngon ăn. Cái này nữa nó xum xê từ đây ra đó là cái cây dữ lắm đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 500 thôi nha. Rồi, đợi cây nha mày. Rồi, tiếp theo cây mã số 24M nha cô chú anh chị. Một cây xô mình lại tiếp tục ha. Cây thân co lắc ha. Cây này thì nó có bị cái lỗi ở đây nè cô chú anh chị ha. Nè, dập da ha. Nhưng mà nhà vườn đã xử lý keo khô cái da nó rồi ha cô chú anh chị ha. Hàng này chơi cũng không sao ha. Ok luôn cô chú anh chị ha. Thì cái này nhà vườn sẽ bán rẻ cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, siêu qua mình lại ha. Cái này cái tàn cũng khá nè cô chú anh chị ha. Chị anh chịu khó bấm tàn cái nữa là Tết nay là cái tàn xum xê luôn nha. Rồi, thông số cái này ra ngoài nha. Cái này hoành 13. Rồi. Chiều cao là được 64. Rồi. Tán ngang là được 48. Rồi. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu đây ngoại? Thì cây này cô chú và quý anh chị mình cũng thương mà ủng hộ cho nhà vườn chỉ có 400 thôi nha. Rất rồi là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, mã số 25M nha cô chú anh chị. Một cây xưa mình lại tiếp tục ha. Cây này co lắc quá gắt luôn cô chú anh chị ha. Quá tàn luôn cô chú anh chị. Co già ha. Thân co gắt. Rồi, ngoài đông số cái này em con nha. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 60. Tán ngang là được 50. Rồi.
Thì cái cây như vậy cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cây rất là đẹp, cây này là đẹp nhất hết nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 600 thôi nha. Rồi, đó cây rất là xứng đáng luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 26M nha cô chú anh chị. Một cây xuông mình lại tiếp tục ha. Rồi, ngoài đó không số cái này một con nha. Ừ. Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 55. Tán ngang là được 36. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu như ra ngoài. Thì cái này cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 450 thôi nha. Rồi, đỡ cây ha. À. Rồi tiếp theo cây mã số 27M nha cô chú anh chị. Rồi cái bình lại quá trời luôn cô chú anh chị ha. Cái tàn nè cô chú anh chị ha, đều gan luôn. Cây bứt ngọn nè, cái này nè cô chú anh chị ha, đảm bảo cô chú anh chị mình khoảng tầm 10 ngày nữa cô chú anh chị mình thấy cây này kẹo tàn nó kẹo ha, đều tàn vô dây hết trơn rồi nè. Cái tàn quá đã luôn ha, đã có thế sẵn luôn cô chú anh chị ha. Rồi. 27M. Rồi ngoài đông số giùm coi. Có củ đế nở phần ôm luôn. Cây này hoành được 16. Rồi. Chiều cao là được 64. Rồi. Tán ngang là 64 luôn. Rồi. Coi như là cây tròn rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cái bộ đế nó cũng quá trời ngon luôn, nó lòi lên dàn ôm hết trơn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ cho cây này chỉ có 800 thôi nha. Rồi mình đổi cây ha. Ừ. Rồi tiếp theo cây mã số 28M nha cô chú anh chị, một cây xuông bình lợi tiếp tục ha. Rồi, cây này có tàn luôn ha. Rồi ngoài đó không số cái này một con nha. Cây này hoành được 18. Rồi. Chiều cao là được 68. Tán ngang là được 54. Rồi. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua nó vừa bự mà vừa đẹp lắm cô chú và quý anh chị mình. Bộ đế nó nhô lên rất là ngon. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này đúng ra là 900. Nhưng hôm nay giảm giá cho cô chú và quý anh chị mình 50 đi, ủng hộ cho 850 thôi nha. Rồi, đỡ cây nha ngoài. Ờ. Rồi tiếp theo cây mã số 29M nha cô chú anh chị. Một cây xuông mình lại siêu đẹp nữa cô chú anh chị ha. Tàn quá trời luôn, thân co gắt, cực kỳ gắt luôn ha. Rồi, ngoài đó không số cái này một con nha. Có củ nở luôn ha. Cây này hoành 19 mấy mà tính 19. Rồi. Chiều cao là được 61. Tán ngang là được 62. Rồi. Coi như là cây tròn, cây rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Ít có cây nào mà đẹp như cây này. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 1 triệu thôi nha. Rồi, đợi cây luôn nha. À. Rồi, tiếp theo cây mã số 30M nha cô chú anh chị. Rồi, cây xuông mình lại nữa ha. Cây này cái tàn khủng khiếp, cái tàn luôn. Thân lát dáng lông luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, ngoài xây một vòng con ơi. Cây đang đi đọt rất là sung nha cô chú anh chị. Cây cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, ngoài đó không số cái này một con không mày. Rồi, củ đấy có luôn ha. Nguyên củ nở vàng ôm luôn. Cây này cuối clip luôn nha cô chú anh chị. Cây này hoành được 20. Rồi. Chiều cao là được 73. Rồi. Tán ngang là được 68. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu như ra ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua cái cây này rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình, giờ bự, giờ lớn, giờ ngon. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem rồi thấy gì thương, cũng nhờ thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây này chỉ có 1 triệu 2 thôi nha. Rồi, cây này cuối clip luôn ha, ngoài chợ hết con nha. Ờ, thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình ở gần xa được dồi dào sức khỏe, về dạng sự như ý mà ăn phát tài nha.
thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như ngoại cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho ngoại trong những clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình xem được cái nào ủng hộ cho ngoại nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.